Xin chào bạn, chào mừng bạn quay lại với channel mình. Trong video ngày hôm nay mình chia sẻ cho bạn là 10 cái trang web để cho bạn là đào cái đồng đót quay hoàn toàn miễn phí nhé. Và 10 cái trang này thì các bạn là dùng trên là chôm hay là cốc cốc hay là trên máy tính đều được nhé. Và các bạn là có thể là lưu ra cái một cái lốt ra một cái file các bạn là lưu lại những cái đường link này cho đỡ quên nhé. Cũng như là trên cái chôm này thì các bạn có thể là bật được rất nhiều tab nhé. Như mình đang bật được nhiều tab nhé. Còn đối với bạn nào mà các bạn đang dùng là trên Android ấy, thì các bạn có thể là vào cái phần là ba chấm này. Nó có chỗ mà thêm ra cái màn hình chính ấy, thì các bạn có thể là uh, bung nó ra cái màn hình chính nó như kiểu là cái icon ấy. Mỗi lần các bạn có thể là truy cập vào thì mình đỡ bị nhầm những cái uh, link của nó nhé. Rồi đầu tiên thì các bạn sẽ là lấy cái đường link mình để bên dưới phần là bình luận nhé Vì nó khá nhiều link thì mình không để trên mô tả đâu Mình sẽ là để dưới bình luận, mình sẽ là ghim cái bình luận nó nổi lên Các bạn sẽ là bấm vào lấy từng cái link một để bạn tham gia là đăng ký nhé Khi bạn bấm vào đến link thì sẽ hiện lên cái giao diện đúng như này luôn Các bạn bấm vào là hủy bỏ nhé Tiếp theo thì bạn bấm vào cái phần là hồ sơ này nhé Thì nó sẽ yêu cầu bạn là thứ nhất là đăng nhập Thì mình chưa có tài khoản ấy, mình click vào là tạo một cái tài khoản nhé ở đây mình nói qua một chút là cái trang này đôi khi các bạn tạo tài khoản nó sẽ hơi lỗi một chút nó báo là mình đã có tài khoản rồi thì các bạn làm mới lại cái trang web rồi các bạn lại là bấm vào tạo tài khoản nhá. Các bạn sẽ là ghi cái mail này, các bạn ghi mật khẩu. Cái mật khẩu này thì nó phải có một cái ký tự đặc biệt như là S hay là A còng hay là cái biểu tượng mà đô la nhá. Hay là những cái con số đấy mà nó có dấu đấy, thì các bạn là lấy cái biểu tượng mà nó ký tự đặc biệt. Các bạn ghi vào thì nó mới cho mình đăng ký nhá. Sau khi mà các bạn ghi xong mail này, các bạn kiểm tra lại mail nhé. Và mật khẩu này, các bạn kiểm tra lại mật khẩu đó chính xác rồi. Các bạn click vào là đăng ký nhé. Ở đây thì hệ thống sẽ gửi cho bạn một cái code về mail. Thì các bạn mở cái mail lên. Đây, các bạn nhìn thấy code này nhé. Mình sẽ là sao chép cái code này nhé. Các bạn copy. Các bạn quay về cái chỗ này, các bạn sẽ là dán vào đây. Các bạn chờ một tí cho nó tạo nhé. Như vậy thì các bạn đã đăng nhập vào bên trong của trang web rồi nhé. Bây giờ các bạn sẽ là tiến hành là mình sẽ là khai thác đốt quay miễn phí nhá. Ở đây các bạn để ý cho mình là khi mình đăng ký tài khoản thành công thì tặng cho mình hai cái đồng token là put này nhá. Thì các bạn sẽ bấm vào cái phần là miễn phí này, dog miễn phí này để mình là thực hiện mình quay thôi nhá. Đối với 10 cái trang này thì các bạn đăng ký xong mình sẽ nhận được là ba lượt quay và mỗi ngày nó sẽ cho mình là ba lượt quay và mỗi một lượt quay sẽ là cách nhau là một phút các bạn mới được quay nhá bên trên thì ghi là không có vé quay thì các bạn uh, trở về đây nhé mũi tên trở về này các bạn bấm vào cái phần uh, hồ sơ này nhé các bạn nhìn thấy là nó có cái vết chân như ở vết chân chó đấy nhá là ba lượt ở bên trong thì sẽ hiện lên cho bạn nhìn thấy là có ba lượt quay này cũng như là khi bạn vừa đăng ký xong thì nó cho mình là hai cái uh, token của nó đấy cái này là không phải là đồng đó mà là cái token là uh, post thì khi mình đào là mình sẽ là quay ra cái đồng này Và từ cái đồng này mình sẽ là đổi sang cái đồng đốc quay mình rút về nhé Và đây nó hoàn toàn miễn phí nhá Rồi như vậy mình sẽ có ba lượt quay này Bây giờ mình sẽ trở về cái mũi tên này Tiếp theo các bạn bấm vào phần là khai thác miễn phí nhé Như vậy trên này nó sẽ hiện là không vé đấy Thì các bạn kệ nó nhé Các bạn bấm vào Start này nhé Như vậy lần này mình được là 50 cái đồng token này nhé Nếu như bạn nào mà hên ấy, thì mỗi một trang web này các bạn chỉ cần là quay 3 lần Các bạn uh, rút được cả là 10 trang web trong vòng là một ngày rút được là 10 trang nhá Cái này nó là hên xui nhá Như vậy mình vừa quay được là 50 nhé 50 này là cái đồng là ấy. không phải là cái đồng là dot ở đâu Nên là các bạn để ý đây các bạn nhìn thấy là đồng là postdoc này nhá Thì từ cái postdoc này nó sẽ là chuyển đổi sang đồng dog quay cho mình rút về nhé Bây giờ mình cần phải là chờ một phút sau đấy, mình mới quay lại tiếp thì trong cái quá trình mà mình chờ đấy, mình lại hướng dẫn cho bạn là đăng ký trang thứ hai nhá. Trang thứ hai thì các bạn lại bấm vào phần hồ sơ này nó yêu cầu mình là À, đăng nhập thì mình click vào là tạo tài khoản bên dưới nhá, vì mình à, chưa đăng ký đấy. Ở đây các bạn cũng là ghi mail và ghi mật khẩu, mật khẩu thì các bạn vẫn là ghi cái có ký tự đặc biệt xong rồi các bạn click vào đăng ký nhá. Thì mình sẽ là hướng dẫn cho bạn là đăng ký hai trang thôi, còn lại mình để link bên dưới phần à, bình luận cho bạn lấy bạn đăng ký nhá. Rồi sau khi mà bạn ghi lại cái thông tin này mail và mật khẩu ok rồi bạn click vào là đăng ký nhá. Ở đây hệ thống lại gửi cho bạn một cái code về mail nhá. Các bạn lại mở cái mail lên các bạn sẽ là sao chép cái code nhá quay lại chỗ đăng ký bạn sẽ là dán vào đây nhá các bạn chờ một chút cho nó khởi động nó tạo cái đăng ký cho mình rồi như vậy mình đăng ký thành công nhé các bạn lại bấm vào phần là hồ sơ này thì các bạn nhìn thấy là mình có là ba lượt quay nhé cái chỗ mà vết chân chó này là có ba lượt này tiếp theo nó tặng cho mình khi đăng ký là được hai cái đồng là put dog nhé cái đồng này thì mình sẽ là chuyển sang cái đồng đó quay mình rút về nhá bây giờ các bạn sẽ là quay về nhá các bạn bấm vào cái chỗ mà dog miễn phí nhá như vậy các bạn click vào là start nhá. Nó sẽ quay nếu như mà các bạn hên đấy thì các bạn sẽ quay tầm độ 3 lần này là bạn đủ miên rút nhá. Lần này mình quay là 100 nhá. Như vậy lần này mình quay là 100 cái đồng là put dog nhá. Đây các bạn nhìn thấy là 100 nhá. Bây giờ mình sẽ là kiểm tra cái ví này, mình sẽ bấm vào cái nhà này nhá cho nó trở về này nhá. Rồi tiếp theo các bạn bấm phần hồ sơ này mình kiểm tra nhé. Đây các bạn nhìn thấy là mình quay một lượt mình đã được là 100 cái đồng là put dog này rồi cộng với hai cái đồng mà nó tặng cho mình ban đầu là mình được là 102 đồng à, tiếp theo bên này là mình còn lại là hai lượt quay à, trong khi mà mình vừa làm trang này thì trang đầu tiên nó sẽ là hồi cho mình cái lượt quay rồi bây giờ mình sẽ bấm đây mình quay cái trang đầu nhá hy vọng lần này được 100 nữa nhá lần này mình được là 10 nhá đây mình được 10 này bây giờ mình lại là trở về cái hồ sơ này thì các bạn sẽ là check được cái số lượt Trang này mình đang có là 62 đồng và mình còn lại là một cái lượt quay nhá. Tiếp theo mình lại quay lại trang số 2. Và các bạn nhớ cho mình là các bạn cứ đăng ký cả là 10 trang nhá thì mình chỉ là hướng dẫn đăng ký hai trang cho nó ngắn cái video của mình thôi nhá. Ở đây thì mình còn lại là hai lượt này bây giờ mình sẽ là quay tiếp nhá. Có thể là đủ cái số phút rồi đấy. Các bạn bấm vào phần là dock miễn phí này. Các bạn kéo lên nhá, các bạn bấm vào đây start nhá. Lần này mình được 50 à Mình được 50 nhá Bây giờ mình sẽ là kiểm tra lại cái ví xem nào đủ min rút chưa nhá Như vậy thì mình được là 102 này Và mình còn lại là một lần quay nhá Đối với cái trang mà số 2 nhá Như vậy thì các bạn đăng ký cả 10 trang và các bạn làm y mình là được Ở đây thì mình lại chờ một tí cho nó đủ cái một phút ấy Mình quay tiếp xong rồi mình sẽ là hướng dẫn rút tiền luôn cho các bạn nhá cái này các bạn chơi hoàn toàn miễn phí đấy. Thật ra nó là một cái nền tảng là web này là chủ yếu là các game đây ấy, thì trong khi mà à, để mà nó cho mình quay miễn phí là nó muốn là giới thiệu những cái trò chơi ở đây thôi nên là nó mới có cái để cho mình là khai thác đó quay miễn phí nhá bây giờ mình lại quay về cái trang trước mình xem một cái thời gian này đủ chưa nhá như vậy trang này mình còn một lượt quay nhá mình bấm vào start này Ôi lần này mình được là 100 nhá Đây các bạn nhìn thấy mình được 100 mình như vậy là cả hai trang này thì Mình đủ miên rút cả hai trang nhá Các bạn nhớ là bấm vào cái biểu tượng ngôi nhà Nó về cái uh, uh, giao diện trang chính này Các bạn bấm vào phần là hồ sơ này nhá Như vậy mình quay hết là ba lượt Mình được là 162 nhá Bây giờ mình lại quay về cái trang trước Mình quay lốt xong rồi Mình sẽ là rút tiền cả hai trang này cho các bạn xem nhá Ở đây mình lại bấm vào là Doc miễn phí Đây các bạn bấm vào đây nhá các bạn lại quay tiếp nhá. ở đây mình còn một lượt này, quay nốt này, Như vậy lần này mình được là 10 nhá Các bạn lại bấm vào cái ngôi nhà này Nó trở về chính nhá Cái này khá ngon nên là các bạn nên tham gia nhá Nó hoàn toàn miễn phí Rồi như vậy mình làm demo bạn hai trang thôi thì Trang này mình được là 162 là đủ min rút rồi Tiếp theo mình kiểm tra cái trang này nhá Trang này chắc chắn là mình cũng đủ min rút đấy hai trang mình đều được là 162 nhá để mà rút tiền đấy các bạn bấm vào phần hồ sơ các bạn bấm phần là cái ví nhá cái bên này là tiền gửi, tức là mình sẽ là gửi tiền vào đây, mình chơi game ấy, nên là các bạn không quan tâm bên tiền gửi. Các bạn bấm bên rút cho mình nhé. Ở đây nó sẽ thống kê cái uh, min rút cũng như là cái phí đấy. Đây các bạn nhìn thấy là thứ nhất là cái min rút phải là 100 cái đồng là put đấy. Thì từ cái đồng uh, put nó sẽ là đổi sang cái uh, cái đồng đó quay cho mình nhé. Nó có tỷ lệ mà đổi để mình uh, kiểm tra cái tỷ lệ đổi cho bạn xem nhé. Rồi như vậy thì ở cái mà rút tiền thì nó không hiện nên để cho mình xem cái thông số mà mình chuyển đổi ấy. ở đây thì mình đăng nhập máy tính thì nó mới hiện nhé điện thoại nhiều lúc nó hiện nhiều lúc là nó bị che đi nó không hiện cái thông số lên như vậy bạn nhìn thấy là một cái đồng là putdoc này thì nó tương đương với là 0,025 đồng đốc quay nhé và bên dưới nó có lệnh rút ví dụ là 100 cái đồng là putdoc này thì nó có phí đấy phí sẽ là 6,88 thì mình phải có là số tiền mà mình phải được là 106 106,88 nhé tức là các bạn phải là 106,88 đồng là putdoc thì các bạn mới là rút được như vậy thì các bạn hiểu là cái phương thức mà nó chuyển đổi nhé bây giờ mình sẽ là về cái ví mình hướng dẫn bạn rút tiền nhé rồi như vậy mình chờ một lúc ấy, mình quay vào nó mới hiện ra chỗ mà thông báo đây nhé các bạn nhìn thấy là thứ nhất thì mình kiếm được là 162 cái đồng là putdoc này nhé và hiện tại cái giá quy đổi nó các bạn nhìn thấy bên trên đây là một cái đồng là put này nó rơi vào tầm là 0,025 đó quay nhá như vậy cái min rút ấy, nó trừ cái phí giao dịch là 6,88 này thì uh, nó khấu trừ xong rồi cái min các bạn phải còn lại là 106,88 thì mình mới là đủ cái min mình rút và hiện tại mình đang có là 162 là mình đã là thừa cái min này rồi nhá bây giờ các bạn sẽ là cần phải về cái ví các bạn copy cái mã ví đó quay bạn dán đây nhá thì mình sẽ là đăng nhập vào cái ví trước mình hướng dẫn bạn lấy cái mã ví nhá như vậy các bạn đăng nhập vào cái ví chớt Các bạn bật cái thanh tìm kiếm lên Các bạn ghi cho mình cái chữ là Dogecoin nha Ở đây nó có rất nhiều cái Dogecoin đấy Ví dụ cái dưới là BF2 này Cái trên là BF20 Thì các bạn bật cho mình chuẩn cái Dogecoin nha Đây các bạn nhìn thấy Dogecoin bên trên đầu này Các bạn bật cái trên cái hai dưới Các bạn tắt đi cho mình nha Đó bật cái trên các bạn thoát ra ngoài nhé Thì các bạn kéo lên các bạn nhìn thấy nó nằm đây Các bạn sẽ làm mở nó lên tiếp theo các bạn bấm một phần là nhận nhé các bạn sẽ là sao chép nhé bây giờ quay về cái giao diện trang web ấy, các bạn sẽ là dán mã ví vào đây rồi sau khi mà dán xong thì bạn click đây các bạn rút tiền nhé các bạn bấm đây nhé ở đây nó yêu cầu các bạn là phải bấm vào mà verify mail tức là bấm vào cái mà gửi mail này nó sẽ gửi cho bạn một cái mã code về mail nhé ở đây mình bấm vào mình đợi nó mã code ấy, nó gửi về mail nhé như vậy thì mình nhận được cái mã code này, các bạn nhìn thấy mình nhận được cái mã code này mình sẽ là sao chép cái mã code nhé Ở đây nó gửi bạn một cái đường link này, các bạn bấm vào cái đường link này các bạn là tiến hành là confirm thì mình yêu cầu là mở qua cái trình duyệt là Safari hay là cái Google Chrome nhé, các bạn mở qua cái nào cũng được. Rồi như vậy thì mình chờ nhá, hệ thống nói là có nói là mình sẽ nhận trong vòng từ 30 phút đấy. Tiếp theo đến cái trang thứ hai nhé Mình lại bấm phần là cái ví nhé Các bạn bấm cái ví hoặc là hồ sơ này Đều là đưa đến cái giao diện cho mình rút tiền Thì mình bấm vào phần là cái ví này Ở đây mình bấm phần là rút nhé Như vậy hiện tại bây giờ nó lại không hiện lên cái bảng kia Khi nào bạn bấm vào mà nó không hiện Thì bạn làm mới cho nó hiện nhé Lúc nào mà nó hiện lên cái phần mà nó tính toán Thì lúc đấy mình rút nó bị được Còn nếu như mà nó không nổi lên phần đấy Mình rút bị lỗi nhé Đây bạn bấm lại phần rút này như vậy lần này nó không hiện lên có thể là mình dán mã ví sẽ báo lỗi đấy. Đây mình dán lại này. Rồi như bạn nhìn thấy là khi nào mà nó không nổi cái giao diện kia lên là mình dán ví vào nó cứ báo là số dư không đủ nhá. Mình sẽ là làm mới cái trang thứ hai này một nút để cho nó noát cái giao diện kia lên. Đó như vậy mình vừa phải làm mới lại đấy thì nó mới hiện lên cái giao diện này tức là khi bạn click vào cái phần mà để mình rút tiền mà nó không hiện lên cái thông báo này đấy ví dụ đây các bạn nhìn thấy là cái tính của mình là đang được là 162 nhé và đây là cái trang thứ hai đấy còn nếu như mà nó không hiện cái giao diện này tức là bạn rút tiền nó sẽ báo nó số dư không đủ bị lỗi nhé thì các bạn làm mới lại trang nhé. đây mình bấm phần rút này đó khi nào bạn rút tiền phải hiện cái bảng lên đấy, tức là nó đang mình đang rút tiền được còn lúc nào mà nó không hiện lên là mình rút tiền nó báo là số dư không đủ tức là bị lỗi trang các bạn cần làm mới lại nhé bây giờ mình sẽ là tiếp tục dán mã ví vào đây mình sẽ là rút trang thứ hai nhé đây các bạn nhìn thấy mình bấm vào phần là rút nhé tiếp theo mình cần phải bấm đây mình uh, gửi cốt về mail lại gửi cái đường link về mình xác minh việc rút tiền nhé đây các bạn nhìn thấy là một cái uh, link nó gửi về này thì các bạn bấm vào cái đường link này các bạn yêu cầu là mở qua chôm hay là những trình duyệt để mà các bạn kích hoạt cái việc uh, xác minh là mình rút tiền nhé thì bây giờ mình sẽ là chờ vì mỗi lần rút tiền ấy, thì trang web này nói ấy, có thể thanh toán từ 30 phút trở lên nhé thì các bạn chờ một chút nhé rồi tiếp theo thì các bạn sẽ là vào chỗ đăng lại này, các bạn sẽ là sao chép cái đường liên kết bạn mang giới thiệu bạn bè nhá. Các bạn bấm vào đây, các bạn sao chép nhá. Đó. Như vậy là xong nhá. Và như vậy mình đã là chia sẻ cho bạn là 10 trang web cho bạn là kiếm đốc quan hoàn toàn miễn phí. Còn bây giờ mình chuyển sang là quay ra đun trúng thưởng cho bạn ở cái video trước nhá. Và nếu như đây là lần đầu tiên mà các bạn biết tới kênh mình thì các bạn bấm đăng ký kênh mình nhá. Và các bạn bấm một quả chuông nhá, bạn chọn là nhận tất cả cái thông báo nhá thì khi mình đăng tải video nào mình cập nhật cái kèo Aerosop lên thì bạn đều có chuông thông báo để bạn xem và biết được nhá Còn bây giờ mình quay thưởng cho bạn ở cái video trước nhá Rồi chúc mừng bạn đầu tiên bạn là Đào Văn Quý nhá chúc mừng bạn nhá Bạn thứ hai bạn là Đà Lẵng miền Tây nhé. Chúc mừng bạn nhé. Thì hai bạn liên hệ mình qua Zalo để các bạn nhận thưởng nhé. Và các bạn cứ comment bên dưới cái video mình đang phát. Thì cái video sau mình quay thưởng trên cái video mình đang phát cho các bạn nhé. Còn video mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi.